Hello mọi người, đây là con HD560S, một cái chiếc tai nghe full size over ear mới nhất của Sennheiser luôn. Thì cái chiếc tai nghe này nó nằm thuộc phân khúc là HD500, tức là giá nó sẽ thua dòng 600 một chút xíu. Nói chung con này giá hiện tại như miếng là khoảng 5.4 triệu, một cái giá khá là vừa phải với một chiếc tai nghe full size. Thì cái điểm khác biệt của 560S so với những cái tai nghe trước đây của nhà 500 á, ví dụ như là 599, 598 hay là 569 chẳng hạn, thì con này cái trở kháng của nó các bạn có thể thấy ở bên mặt cạnh hộp đây, nó là 120 ohm, cái độ nhạy của nó là 110 dB. Thành ra có rất nhiều bạn hay hiểu nhầm, tức là 120 ohm thì các bạn cần một cái amply công suất lớn hoặc là amply tương đối khỏe, thì không, các bạn đây chỉ cần một cái portable headphone amp là được rồi, hay là một cái máy nghe nhạc tương đối tốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái độ nhạy nó đến 110 dB rồi, thành ra các bạn chỉ cần cỡ nửa watt tại cỡ 100 ohm hoặc 120 ohm là các bạn thậm chí chưa đến nửa watt nữa, chỉ cần 0.3 watt thôi là các bạn đủ size rồi. Thành ra các bạn cứ yên tâm, máy nghe nhạc xài được hoặc là một cái portable headphone amp các bạn cũng có thể xài được luôn, không cần một cái nguồn quá mắc. Rồi, cái con này á thì được Sennheiser giới thiệu sẽ là đàn em của con 660S. Và bây giờ mình sẽ cùng mở hộp nha. Thì cái con này tụi mình cũng mở hộp ra sẵn rồi để mình nghe thử chất âm nó ra sao á. Bởi vì con đầu tiên tại Việt Nam nên mình hơi tò mò. Đó, đây, cái đóng hộp của nó khá đơn giản thôi, một cái túi giấy thôi. Đó, và một cái tai nghe. Con này á, đây, cái sách hướng dẫn sử dụng 560S ha. Thì cái dây của nó, dây đi kèm của nó là gì? Dây đi của kèm á, là dây 3m, cái đầu jack là cái đầu jack 6.3. Vì hãng muốn làm cái đầu jack này á, để cho các bạn biết con này là con dành cho mục đích sử dụng ở trong home hoặc trong audio file, cần một cái amply. Tuy nhiên, hãng cũng cho kèm đó là một cái adapter chuyển. Nội cái adapter chuyển này không á, thì cái giá của nó cũng đã đến 500 ngàn rồi. Nên việc cho cái adapter này là rất là tốt rồi. Adapter này cũng giống như adapter trên dòng HD650 hoặc là 660S thì adapter này xài rất là ok, xài tốt. Rồi, cái tai nghe chúng ta thì mình sẽ mở ra chút xíu nha. Đây, đây là 560S. Thì các bạn có thể nhìn thấy thiết kế nó hoàn toàn là một màu đen luôn. Earpad thì là bằng earpad dạng nhung, kiểu như là dòng 518, 598, 599 rồi đó. Rồi, ở trên này sẽ là cái logo, sẽ là cái model này HD560S, cũng như là bên trái hoặc bên phải. Hoặc là các bạn có thể rờ tới này nè, cái này có 3 chấm á, là bên trái. Earcup thì các bạn thấy đó, đây là earcup bằng mặt kim loại, thành ra là nó sẽ open back, nó sẽ leak tiếng ra bên ngoài, leak tiếng tương đối thôi, cũng không quá nhiều đâu. Cảm giác đeo thì vẫn rất là thoải mái. Nói chung con này là cái build quality của cái dòng 500. Thì ví dụ như trên tay mình đây là con 599 nè. Đây, hai con này thì các bạn nhìn thấy đó, cái kiểu dáng thiết kế và ngôn ngữ thiết kế nó khá là giống nhau, nó chỉ khác nhau có một cái là cái kiểu là cái màu sắc là một này, cái thiết kế logo là hai. Thì cái con 560S nó cũng sẽ khác với con 599 khá là nhiều. Bởi vì 599 á thì các bạn nhớ 598, 599 kiểu tiếng nó sẽ khá là ấm và nó mềm mượt, nó dễ nghe, nó rất là relax, các bạn có thể nghe nhạc, các bạn có thể nằm ngồi. Nói chung là nghe một cảm giác rất là mềm, rất là mượt, rất là dễ nghe, và trung âm nó rất là thư giãn. Thì con này 560S hãng giới thiệu luôn, tiếng con này là tiếng reference và tiếng analytical, tức kiểu tiếng của nó sẽ hơi thiên sáng một chút xíu, nó sẽ hơi gọi chi tiết đặc biệt ở dải trung âm và dải cao hơn, các bạn sẽ nghe rõ cái tiếng vocal cũng như tiếng nhạc cụ rõ hơn so với 599. Thì nếu mà so sánh một cách đơn giản hơn thì con này là đàn em của 660, thì 599 là đàn em của 650. Đó, con này là một con mình nghĩ là thực sự những bạn nào thích tiếng kiểu âm mà chi tiết mà kiểu giống như phòng thu nhưng mà nó không quá khô khan như Behr thì con này là một con lựa chọn rất là tốt. Đó, và nếu phải so với nó cùng với một người đàn em, người cùng dòng đó là con 569 á. Đây là 569, con close back này. Thì 569 nó có âm trường rõ hơn và cái độ chi tiết cũng cao hơn. Nên các bạn lưu ý với mình nha, con này là một con mình nghĩ rất tốt cho những bạn nào mà audiophile đang muốn đầu tư một dàn nghe tương đối ổn. Nói chung con này không quá khó kéo như Hi-Fi-Man, cũng không quá khó kéo như Behr, nhưng các bạn vẫn phải cần một cái amply tương đối thôi. Cần một amply tương đối là nghe khá là hay, một phần tiếng rất hay đó, nếu bạn nào thích tiếng thiên sáng chút, thiên kỹ thuật hơn. Rồi, ok, chào mọi người nha. Nếu mà mọi người muốn nghe thử con này thì mọi người có thể ghé trực tiếp bên 14 Nguyễn Văn Giao giúp mình, và nhớ like, subscribe cho kênh Bagashop.vn. Rồi, chào mọi người, hẹn mọi người vào một cái clip lần sau. Nói chung con này thì là một con mình nghĩ sẽ bán rất là chạy cho những bạn nào thực sự thích âm thanh chi tiết và trung thực. Rồi, bye bye.